này. Ừ? Thế tối rồi không đi quay đi còn đứng đây làm gì? Ui ui, anh nhìn rõ con cá bơi dưới ao này. Giờ này còn nhìn cá có bắt được nó không mà cứ đứng nhìn nó. Cá to thế. Giời ơi, đi làm thế này thì chết rồi, trời, 5 giờ tối rồi. Anh đang đi tìm cá với cả tìm ếch. Anh rảnh hơi quá cơ, đi quay thì mà đi tìm cá với tìm ếch. Vừa nãy con ếch 49 kg nó ôm nhanh nhảy này. Thế anh nhảy xuống mà tìm nó thêm đi về đây. Thôi thôi, thế đi ra đây. Đi ra đây rồi đi về. Rất ngày ếch 49 thì đi ếch, đi tìm ếch 49 kg mà dùng. Hai vợ con đứng bên này một suốt ngày tìm ếch 49 kg. Dạ, hai con ếch nó ôm nhau nó nhảy pum một phát xuống đây. Ui, tìm mãi không thấy. Đi làm không, nó làm suốt ngày nó tìm ếch. Khỏi đi làm nhá, đi tìm ếch nhá. Tìm ếch, ở đây có cái ở đây người ta trồng dưa này. Cái chỗ này anh không nói thông tin đi, mọi người chờ lâu rồi. Nóng hổi chứ chứ. Ai hổi. À, tổng diện tích chỗ này là 40 hectare đất bằng. 40 hectare. Ừ, bằng. Đấy, giá mong muốn của gia đình chuyển nhượng cái chỗ này là 40 triệu một hectare. Cái này hồ sơ pháp lý nào? Chỗ này là tạm thời là giấy tờ viết tay. Ký ráp ranh. Đấy, nhanh gọn lẹ. Từ đây ra đến đường tỉnh lộ là khoảng 4 cây 7. Đấy, em nhìn thấy đất bằng không? Tốt không? Bằng. Bên này đang trồng tốt bắp. Tốt, có nhiều thế. Hiện tại chỗ này người ta đang trồng dưa, dưa leo này. Trồng dưa leo á? Ừ, cây này cây dưa leo. Cái bí mà. Không phải bí đâu, dưa leo. Thế chỗ này là đất ở đâu? Anh không nói đất đâu, mọi người biết đất ở đâu. Ôi, anh đang hái quả dưa đó. Cái này á. Ôi, ôi, quả dưa to quá. Chả hái bí chứ quả dưa. Đây, quả dưa. Cái chỗ này là, từ đây, cái đất này nằm tại xã, nằm tại huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Từ đây mà các bạn đi ra đến trung tâm huyện thì khoảng ra đến trung tâm huyện chắc tầm độ khoảng chắc tầm 40 cây. Mà ra đến trung tâm thành phố Pleiku thì các bạn đi cũng phải đến tầm 60 cây. Mà đi ra đến đường tỉnh lộ, đường bê tông to ấy. Đấy thì nó nằm vào cỡ độ khoảng 4 cây 7. Mà ở đây thì nó bám một cái suối này, xong trong đất có hai cái ao. Tổng chỗ này là 40 hectare đấy các bạn ạ. Ui, đấy, 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 mắt với cả mũi. Tí nữa vỡ mồm, vỡ vấp vào cái dây dưa leo. Ở đây họ trồng cái loại dưa này quả to lắm các bạn ạ. Cái dưa gì? Có hai cái ao bám dòng suối, nếu mà đất đấy nó bằng thật đấy chứ em gì? Có nhiều này thì cũng thấy bằng thật. Ừ, có nhiều thấy bằng. Có anh đang, nhiều dã man. Anh chất đất này là đất cát pha nhá. Mình đang đi tìm một cục đá để trọi chim mà chưa thấy các bạn ạ. Ui, rảnh hơi không chứ. Ở đây không có một cục đá nào để trọi chim luôn. Hiện tại chỗ này mình đi chưa gặp cục nào. Đấy, em thấy đâu có cục nào đâu. Toàn thấy đất. Bên kia thì trồng bắp này, chỗ thì trồng bắp, chỗ thì trồng lúa. Nói chung là khu này nếu các bạn vào đây mà cải tạo thành một cái gọi là cái trang trại ở đây á, chăn nuôi gà, vịt, heo, lai, rừng. Xong bắt đầu xung quanh nó có suối, có nước này, các bạn bao vây vào các bạn nuôi ở đây thì đúng rồi. Này, cái này anh nói thật nuôi được. Em nghĩ có rẻ rẻ không? 44 có 16 thôi. Có một tỏi 6. Nhưng mà có đường đi vào cũng hơi vật vã. Ui em ơi, cái đường đi vào nó mất tầm độ khoảng hơn một cây là đường đi hơi khó tí. Đấy, đường đi hơi khó nhưng mà mình đưa cái máy múc vào mình cào chỉ tầm khoảng 30 triệu, 40 triệu nó cào vào nó tận nơi, ô tô đến nơi luôn. Nhưng mà thấy cái, được cái là có dân ngay đây. Ừ, đây, bên này trồng bắp kìa, tròi nhà kìa. Ý là lúc cái chỗ ngõ vào ấy nó cũng có dân. Nhưng mà tính ra rẻ nhỉ, 44 có 10. Mà làm sao nổi mà rẻ. 40 hectare đất, mà như thế này thôi. Các bạn thấy có... Đất này trồng được những cái gì? Hả? Đất này trồng được những cái gì? Nó trồng những cái gì đây? Chủ nhà thì chuyển nhượng lại cho mình cái chỗ này là bắp này. Rồi dưa leo này. Rồi tròi chiếc các kiểu đấy. Chủ nhà là mong muốn chuyển nhượng lại bởi vì là cũng có tuổi đây. Nên là bây giờ làm không có được nữa thì là chuyển nhượng lại cho bạn nào tiếp tục là gọi là canh tác. Tiếp tục trồng dưa leo nhá. Ôi, ôi. Mới trồng bắp, mới trồng lúa nhá. Thế không trồng được cây gì khác à? Úi dồi, chỗ này trồng cái gì cho được. Dưa leo, trồng bắp, trồng lúa. Rồi các bạn có thể là trồng thêm một số cái cây gì sản xuất nông nghiệp, tăng cường sản xuất nông nghiệp. Đây là chỗ này là sạch từng 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 toàn bắp. Ủi vài bắp này em ơi, ra đây ăn chỗ. Ra đây làm vài cái bắp về nướng đi. Trời ơi, bếp được một lướng anh. Thấy chưa? Ai mà chết bếp mà lướng được, người năm. Đúng rồi. Chủ nhà bảo anh là mà... cái công làm cỏ ở đây bao nhiêu năm nay
thì bây giờ là cũng có mong muốn là chuyển nhượng lại cho ai có nhu cầu. Đấy các bạn thấy là đất sạch tưng 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 thế này, đất đẹp không? Ai già đá đầy đi rồi. Chỗ này có đá này. Ừ, chỗ này có đá chọi chim thoải mái rồi. Đá này đá nhỏ nhỏ này. Và đây này, bạn đi ra đến chỗ này xem. Ui, ở đây có rất nhiều các cái cây tu bóng nhé. Cây tu bóng là cây gì? Cây tòm bóp này, tòm bóp đèn đồng. Ăn sao được? Ăn được các em ạ. Chỉ làm thuốc thôi. Đây nhá, ra đây này. Anh nghĩ là xin chủ nhà cái bắp về về luộc được không em? Thôi, à, anh bày cái gì này em khổ cái đấy thôi. Ừ? Chịu, em không nướng được. Nướng không? Thôi. Đây bắp, nướng bắp tẻ nhỉ? Thì ra cho mọi người xem bắp nó như thế nào thôi. Nướng bắp tẻ nhỉ? Bắp bắp tẻ rồi, nhìn này là biết các bắp tẻ. Các bác xem thử nhá. Ui bắp tẻ này. Nhìn là biết, cái cây của nó. Đấy. Cái này điện đóm thì kéo thì nó cũng hơi xa đấy các bạn ạ. Kéo phải hạ thế xong kéo 4, tầm 4 km thì điện đi đến đây đấy. Thế á? Ừ. Nhưng mà kéo thế nhân ra tiền khoảng bao nhiêu tiền? Nhân ra tiền thì khoảng hơi nhiều tiền. Thế làm điện năng lượng cho rồi. Làm năng lượng là chắc ăn nhất. Điện năng lượng bên kia, bên kia điều kìa, thấy không? Bên kia điều đất là này. Tối nhìn cũng không rõ lắm. Nhiều cỏ, nhưng mà được cái là cái chất đất thì nó, chỗ này á, là nó rất là bằng luôn. Nó cày được khoảng bao nhiêu hát? Anh nghĩ là cày được nhiều, cày được gần hết đi. Đúng không? Cái này mà xây cái nhà cấp 4 được không? Ok, chỗ này cấp 4 ok. Thấy chưa? Chỗ này người ta trồng bao nhiêu là dưa leo. Bao nhiêu là dưa leo? Ừ, có bí xanh, bí đỏ. Dưa leo. Chỗ cả này... bí xanh nữa. Không có đâu, chỗ này toàn dưa leo. Bây giờ em thấy không? Một cái khu vực của dưới này nó có cái suối to này nhưng mà mình không đi được. Nó ôm một cái mặt suối rất là dài luôn. Chỗ này có thể thiết kế là được rất nhiều thứ. Nhưng mà chỗ này thiết kế cái dọn cỏ trước cũng hơi oải. Nhê. Ừ. Cỏ xanh giá tốt nhỉ. Nhưng mà không hề giá rẻ nhưng mà mình phải về mình dọn dẹp. Anh nói chung là được cái này mới cái kia đúng không? Ừ, một cái khu trang trại này mà có cái giá này. Ui ui. Nó leo lằng ngoằng ở dưa, nó leo lằng ngoằng ở trong. Nó chưa chết hết đâu, nó đang sống mà. Cây vẫn đang lên. Không, dưa nó không nghèo đâu. Nhưng mà họ thu hết rồi mà vẫn còn sót nhiều nhỉ. Ừ. Phí quá. Thế thì là cái này là đất này là có thể phù hợp trồng được một số các cây dược liệu. Rồi ui lúa tốt không cả. Chỗ kia có lúa ở nhà chủ nhà phải. Chỗ nhà, chỗ đây này là lúa của nhà chủ nhà hay sao? Ui có cả chim bay gà bay kìa. Lúa tốt nhỉ. Ừ. Ở đây khu này trồng lúa được mà. Chỗ nào mà nó thấp ấy mình trồng lúa. Ừ. Có chỗ có đá, chỗ không đá, giáp suối, nói chung là nó nhiều kiểu. Ui dồi ôi. Wow, có quả bí này. Quả dưa này. Chứ anh nhìn cái gì mà anh cũng ra quả dưa. À bác chủ nhà cho em xin một quả dưa này được không? Anh bổ ra xem dưa gì. Cái này là dưa lê đấy. Chắc chưa ăn trái cây bao giờ hay sao ấy. Quả này quả dưa lê thôi, xin bác chủ nhà quả dưa lê nhỉ. Anh xin quả này đi. Quả xanh em ăn, thích ăn quả xanh hay ăn quả đỏ chín? Em không biết anh cho em quả gì cho phải nấu chín mới ăn được. Bác chủ nhà cho em xin một quả dưa lê được không? Bác ấy thu rồi. Ừ. Bác ấy thu rồi. Nhưng quả này xám xám nó ăn được nhỉ? Thôi đưa quả xanh đi, quả xanh đi. Ừ. Quả xanh đi. Ăn được không? Quả xanh đi. Quả xanh nhé. Ừ. Quả xanh ăn hơn. Bác chủ nhà cho em xin một quả dưa nhá. Ê bùi, cái gai. Trời ơi, dân làm rẫy mà cầm bọc. Ơi ơi. Quả này quả dưa lê. Ai bảo anh là dưa lê? Chả dưa. Ai bảo anh là dưa lê? Em cho anh nói lại. Thế này quả này quả dưa hấu. Anh bổ ra xem quả gì. Quả này quả dưa hấu. Đừng có mà lừa. Cái quả này là cái quả người ta nó đột biến gen đấy các bạn. Cái đột biến gen rồi. Không ai tin. Thì mình cứ xin bác chủ nhà một cái quả đột biến gen này về ăn thử nha. Quả này quả dưa hấu này. Cái này chất đất này chất đất cũng có chỗ đất thịt đấy anh ạ. Em nhìn đấy. Ngon phết nhỉ, quả dưa hấu này ngon đấy. Chưa ăn cứ khen ngon. Mùi thơm á. Em không thấy giống quả dưa hấu tí nào. Tại vì nó biến đồ biến gen thì nó cũng thành quả một quả khác chứ không ra quả nhiều múi như thế. Đây này đấy, vừa rồi họ thu dưa hấu này. Ở đây họ trồng bắp này, trồng lúa này, trồng một số các cái cây, nhiều các loại cây lắm các bạn ạ. Ở đây thích nhất là cái tảng đá này. Yêu ý đẹp nhỉ. Ở đây có cái tảng đá này đẹp tuyệt, có gốc cây đấy chứ. Thấy chưa? Cái đám này là tầm 40 hectare nha các bạn. Ai có nhu cầu cứ liên hệ mình, đất cũng khá là được ấy, cũng bằng ấy, đất đen, đất thịt, đất đá nói chung có, nước là mọi thứ ok. Bên kia còn có một vài cái nhà ở tận bên kia cả. Đấy. Nhìn khu này đúng bằng phẳng luôn kìa. Ngon phết ấy. Ôi trời ơi, em quay mà.
mọi người nhìn không rõ lắm tại vì ở xa. Rồi, thế thì mình giới thiệu cho mọi người cái miếng này đấy, mọi người cứ tham khảo rồi có gì liên hệ với mình nhá. Rồi chào mọi người, đi tới đi về đi, tối rồi. Về ăn dưa đây. Về ăn dưa lấu.